các con các bé nè, bây giờ trong cái giờ học buổi trưa này là coi như là mình được ăn cái cà lem và mình được ngâm nước đá đó nha, trong vòng 1 phút nha. Ủa, phải ăn chết cái cà lem và ngâm một cái tay còn rồi lại trong cái thau nước đá. Chuẩn bị 3, 2, 1 bắt đầu. Ngâm lên nào. Đúng sao, mưa lạnh quá. Ngâm có mấy cái ngón như vậy sao gọi là phạt. Cái bàn tay producer. Ôi, cũng chịu thường thật đấy. Ăn kem đi. Càng chút kìa, càng chút kìa. Ê, có cần tắm thì không? Để bọn em tao xuống tay. Tưới lên. Bốn đứa em ra phụ anh giữ tay, ăn kem. Bỏ vô, dẫn ăn xuống. Ăn kem. Anh hết kem mới được. Hết kem được. Kem đi. Em đổi tay. Không cho đổi tay. Không cho đổi tay. Này, nhưng tôi ăn hết kem chưa? Rồi, uống chưa? Lẹ vô. Rồi em xong. Ngồi xuống chưa được đứng lên. Úi dồi, lại bị đổ. Nhả cái tay nó xuống. Không bị đứa đây, hạ cái họng ra. Không chưa? Đúng rồi, ăn đi. Hết giờ. Sao? Thấy thế nào? Tay em như mất cảm giác luôn ấy. Ừ, tay em mất cảm giác luôn. Ôi, bàn tay mới mát lạnh làm sao? Ôi, chúng ta nắm tay nhau ở dưới này luôn đi. Đây, 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 chúng ta đứng đây luôn đi. Lạnh thiệt. Nhưng mà đó mới gọi là hình phạt chứ mấy em.